mày còn một quan vũ ra tay tương trợ. Are you alright? Rồi chúng ta sẽ bảo vài quan vũ luôn. Thanh Long biển người đạo. Yes sir. Trời ơi. Như vậy chúng ta sẽ có thể tự do lựa chọn các cái nhân vật các bạn. Trời ơi. Sạch lên kỹ năng thứ ba nào. Ulti. Rồi. Vãi cả lúa. Quan Vũ skill đẹp thế. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình đang quay trở lại dưới đây. Trời ơi, hôm nay rất là nhiều game hay luôn. Thế sau đây mình sẽ gửi tới mọi người con game có tên là Project 3 Kingdom. Con game này thì làm con game phiêu lưu chặt chém mọi người ạ. Con game này chả có gì ngoài nhập vai hành động phiêu lưu xong rồi tả xung hữu đột và giữa con địch xong chúng ta sẽ chặt chém con địch các kiểu luôn. Nó giống như kiểu con game Last Standing Warrior bản 6 mà ngày xưa mình từng chơi ấy. Các bạn cùng mình đi khám phá xem nhá. Rồi ở đây thì mình thêm cái nút cho nào. Đây cũng là các bạn thêm nút các bạn ạ. Mình đánh như này. Đấy, trời ơi, đây nha, các bạn nhìn này, phần đồ họ này. Đây là vai của Lưu Bị thì phải, cầm của song kiếm. Nhìn đẹp chưa? Đồ họa 3D các bạn nhá. Dung lượng con game này nó khá là lớn và tầm khoảng là hơn 4GB các bạn ơi. Đây rồi. Phần cốt truyện được. Úi giời ơi, Trương Giác, quân khăn vàng. Úi giời, bá tánh lầm than. Chiến tranh xảy ra liên miên. Rồi, chúng ta sẽ bỏ qua phần đấy. Đây rồi các bạn ơi. Bọn thấy đẹp chưa? Đây skill nhân đức vô lượng đấy phải. Skill của Lưu Bị nó tần toàn cả đấy bọn nó sẽ hút máu. Trời ơi. Bọn này chưa, đồ họa nó chất lượng chưa? Wow, cứu giúp được bà con này. Trưởng làng. Village head, hell head. Ok. Vậy là có cái phần câu chuyện đầy đủ các bạn nhá. Đây mình thêm cái nút đây nào. Ôi từ từ, kịp thêm nút. Ui dồi ôi. Thời kỳ loạn lạc các bạn ạ, bây giờ quân khăn vàng lên lên tấn công. Từ từ, AC. AC. Đang chơi, đang ấy. Tốc biến. Nó bị có skill hút máu tiện phết ạ. Hiu. Trời ơi. Anh em để phần góc nhìn thế này, này nó sẽ đẹp quá. Không xoay được phần góc nhìn à. Đây rồi. Đồ họa đẹp cực kỳ các bạn ạ. Đúng là con game đỉnh có khác. Nó vào 4GB. Game nặng thật nhưng mà hay. Wow, võ thánh quan vũ của chúng ta đây rồi. Giang Phi. Trượng bắt sa mâu của Giang Phi. Gì? Quả gì đây? Wow, âm thanh cũng đỉnh luôn các bạn ạ. Trời ơi, né, chật. Trời ơi, có chuyện đỉnh như này á. Trời, mày còn một quan vũ ra tay tương trợ. Are you alright? Rồi chúng ta sẽ vào vài quan vũ luôn. Thanh Long biển người đạo. Yes sir. Trời ơi. Như vậy chúng ta sẽ có thể tự do lựa chọn các cái nhân vật các bạn. Trời ơi. Sạch lên kỹ năng thứ ba nào. Ulti. Rồi. Vãi cả lúa. Quan Vũ skill đẹp thế. Hoàng cái à? Không phải. Bo cay. Giang Phi, lần này chúng ta sẽ vào vai của Giang Phi. Sure. Chế độ ấn nó vào đấy nữa các bạn. Kinh vãi trưởng, con game mà nó có phần cốt truyện cũng như giới thiệu nó khủng bố nhỉ. Sao đặt, có lẽ anh em sẽ cần một cái máy có hình tốt để chơi con game này. Về cực kỳ nặng nhưng mà đổi lại rất là hay luôn. Trương Lương à, Trương Lương hay là Trương Giác đây? Who are you? Pew!
sư tử hống, sư tử hống, còn đến trước phi các bạn. Giang phẩy, giang phẩy. Né mời, né, 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 né. Né, 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 né. Sư tử hống. Chiu. Hôm nay đúng là toàn game hay các bạn. Quánh. Thôi rồi luôn. Cái phần vùng đỏ ấy các bạn nó tránh ra nhá. Vùng đỏ của nó ấy. Né, né nó ra. Cầm con vũ bánh cho sướng. Đây rồi. Mình thích con vũ cực kỳ luôn. À, lấy phần câu chuyện các bạn ạ. Chưa kịp ra tay là cái gì cả. Ôi xôi, của xe công thành này các bạn này. Xôi. Ui xôi, bắn như thế này. Kinh dị. Ok, như vậy chúng ta đã trải qua cái phần trailer của game. Đưa thằng ngôn ngữ thì có tiếng Anh này, tiếng Trung rồi. Rồi, đập vào chơi vậy. Game của nó là quá đỉnh cao. Ok, nghe sẽ là phần 1 đây nhá. Một đây. Kết nghĩa vườn đào. Quan Vũ Trương Phi này, ở đây mình sẽ đi kết nghĩa vườn đào nhá. Đây rồi. Có phúc cùng hưởng, có họa thì tự chịu, à quên, có họa thì có họa thì cùng chịu nhá. Cloud. Rồi. Rồi. Đẹp cực kỳ các bạn ạ. Đồ họa game nó làm nhìn sướng các mắt dã man chưởng luôn đấy. Đấy game nó phải như thế. Đấy, các bác nước ngoài làm game thôi dù được. Anh em sẽ vào vai Lưu Bị. What's your name, Heroes? Tại hạn là Deep Lego. Ok, tại hạn. Rồi nào. Đây là phần màn 1-2 các bạn ạ. Dạng nhỏ phó bản 1-2. Đây rồi. Lại vào chấp trận rồi. Quánh cho nó nhìn đi. Cái con game này hay ở cái là cái phần phần độ hình kiểu này thôi các bạn ạ. Tới nha, mình chỉnh lại cái nút này một cái. Nhờ lúc nó méo đúng 5 đi. Rồi anh em ơi, lên nè. Bắt chiêu. Ui 100. Anh em sẽ cùng đi con Vũ với Trương Phi tả súng hết đột. Bắn cho con này đi. Con này vẫn còn cả, nhiều thế. 68 kill à. Đây rồi. Góc trên bên tay phải vẫn là cái phần bản đồ các bạn ạ. Giống y hệt như là con game Distant Warrior mà ngày trước mình chơi. Tào Tháo, Tào Tháo, Tào Tháo. Trời ơi, con game này hay cực kỳ luôn. Cuốn kỳ con này, nhìn này. Đấy, nó phải như thế. Lên em ơi. Bút máu, bút máu, bút máu. Anh em đứng trong này nhá, đứng trong này để con hôn máu, đứng trong này con hôn máu, đứng ra. Đây rồi, góc này. Góc này toàn là quân cầm giáp á. Bắn hết luôn, bắn hết luôn. Ô, có chuyện hơi nhiều, mình đang dã thì nó lại đấy phần có chuyện các bạn ạ, bực thế này. Nó đang chập chém nhau thì lại có phần có chuyện đây. Lần này anh em sẽ đi công thành. Đi tròi luôn. Đấy rồi, con Vũ đây rồi các bạn ơi, con Vũ đây rồi. Anh em cùng xem skill của con Vũ nha. Trời ơi, Thanh Long bị người vượt đao. Skill thứ 3 này. Đây là skill thứ 3. Skill thứ 3 là đây là cái này. Còn kia là con trứng rác, còn hay là con trứng lương ấy nhỉ. Trứng bảo, trứng bảo, trứng bảo, trứng bảo, trứng bảo. Đấy rồi, skill con Vũ rồi, nhìn xét các bạn đấy. Trời. Hình như chém mít thì phải. Trời ơi. Ô,
cốt truyện nó hơi nhiều, nên ra là cái phần trải nghiệm nó thực sự nó chưa được tốt cho lắm, nó cốt truyện nhiều quá các bạn ạ. Giờ đến cửa của Trương Phi để là đánh chết rồi. Ôi có cả máy máy bắn tên nữa cơ. Ông nó đi đâu hết rồi? Trời ơi, đang bánh nó chạy đâu hết rồi? Bọn nhìn này, cần đồ họa nó như này mà. Sư tử hống, skill số 2 của Trương Phi đấy. Rồi, 287 kill luôn. Vãi cả lúa chưa? 342 kill. À, 340, à, tầm 100 combo đâu mà nhiều kill thế. Kiếp 400 kill các bạn ạ. Bây giờ con này là con gì đây? Trương Trương Liêu à? Sao nhìn chuối chả? Ulti ti của Trương Phi đây con đây. Rồi. Phải lúa chưa? Các bạn nhớ chưa? Kill của Trương Phi đó. Ơi, choáng 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 choáng. Stun stun stun. Né 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 mày. Chơi trên giật lập này nó khó quá. Đùa với thằng rùa, đùa với thằng rùa. Né 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 né. Né luôn, né luôn. Rồi, né được rồi. Sư tử hống em ơi. Ui. 426 kim. Rồi, xong. Đùa với thằng rùa này, đùa với thằng rùa này. Thế nào, em biết sự lợi hại chưa? Rồi. Chất vãi lúa các bạn ạ, trong game này. Hình tượng tướng được xây dựng rất là đẹp. Đồ họa game là rất đẹp luôn, âm thanh game thì cũng ổn đấy. Có một cái điều mình không thích cho lắm là nó có chuyện của nó nhiều quá, đâm ra đang chơi, đang có bát sướng thì lại phải đến có chuyện rồi. Bực thế nhỉ. Phong cái gì là formation à? À đây là phần tổng hợp những tướng. Chu Su này là con này nhỉ? Vukat à? Không phải. Con này cầm bút các bạn ạ. Sao mình không biết tật cái vật này nhỉ? À, còn này là thục cái gì nhỉ? Từ thứ à? Từ thứ hay là gì nhỉ? Tự dưng là quên mất cái vật đấy. Mãn lương à? Từ thứ hay là mãn lương nhỉ? Không phải. Mình sẽ có tầm khoảng là 6,9 sát trận các bạn ạ. Nhiều phép đây. Không được chọn nước nhỉ? Ôi, các bạn này đồ họa đẹp kinh khủng luôn. Có một tiếng gà kêu, tiếng chó sủa. Ô, đây là đồng trác các bạn ạ. Đây, anh em gặp đồng trác đây. Rồi, vẫn còn quả bụng bự. Dâu dê xồm xoàm. Chồng này. Chắc thôi rồi luôn. Nhạc nền game cũng rất là hay nha. Sao bọn kia nó được vào vai con Vũ nhỉ? Từ 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 các bạn chờ một tí để mình xem. Đến gặp Tào Tháo nè. Nào, đừng có chạy, nó chạy nhiều thế. Ok, như vậy là game nó bắt buộc chúng ta phải chơi theo thôi. Không có được, không có sự lựa chọn khác. Rồi, cầm con Vũ bánh cho sướng các bạn. Cầm con Vũ nhá. Lại phần cốt truyện này, bực thế nhở. Đây rồi. Trương Liêu đây rồi. Dắm ba cái quả đấy. Rồi, ăn quả rồng luôn các bạn ạ. Ủa, không được các bạn, không được, cầm ngay lưu bị, cầm ngay lưu bị.
À nó trong phi đổi 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 tướng đổi tướng đổi tướng. Ôi từ 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 né 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 né. Mới chơi cho nên là cũng nhiều lúc cũng chưa thực sự ổn lắm các bạn ạ. Từ 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 cầm ngay lưu bị các bạn ạ, cầm lưu bị. À lúc này là thành phần liên 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 kích của ba người. Trời ơi nói là nhiều. Nói chung con game này chỉ là sướng cái phần chặt chém đã tay thôi. Wow. Thì biến hóa kích vậy. Đậu xanh. Dăm ba con đấy. Anh mày bất tử luôn. Lên em ơi. Đây là skill Trương Phi đây rồi. Ra skill hello. Đổ sang lưu bị vậy. Đấy rồi. Nó còn 9 cây máu các bạn ạ. Đây. Đây nó nhiều thế. Sao nó nhiều máu thế nhở? Sợ thật đấy. Né không né được luôn. Mình phải quánh mấy con này trước hay sao các bạn ạ? Không biết là nó tính đa của gì. Né 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 nó ra. Đùa với thằng rùa em ơi, đùa với thằng rùa. Bây giờ skill con vũ rồi. Phải. Game này mới là game. Phải liên kích 3 người mà đánh được con này. Đẹp ghê. Rồi. Bổ thêm một quả nữa. Ui rồi ông Trương Phi ông vác quả này. Ông ấy vác quả này, ông đánh cho thì thôi rồi. Này thì tượng này. Ui trời ơi. Đè xuống người luôn các bạn ạ. Hẹo luôn. Thế nhưng được mảnh con ngựa đấy. Chúng ta sẽ được cái ngựa nữa các bạn ạ. Kinh nhỉ. Game này. Hay ho vãi cả trưởng luôn. Đấy, còn đấy cho game nước ngoài nó toàn làm như này. Cốt truyện đầy đủ lắm. Ui, nhìn của Trương Phi xong nhìn chất không. À, nó tính năng ngựa này. Ui rồi ngựa có một đống ngựa luôn các bạn ạ. Anh tin này. Ngựa lại còn phải sức tập 70 mảnh ngựa mới được cưỡi chứ. Ui, nhiều thế. Ngựa có tầm khoảng hơn chục con thế này các bạn. Phong mission này. Rồi, nhưng mà chúng ta có ngựa cưỡi rồi. Ok, mình xin kết thúc video đó nha các bạn ơi. Vừa rồi là cái phần trải nghiệm nhanh con game của mình. Con game này thực sự là rất ấn tượng. Phải nói là như vậy, nó có một đồ họa cũng như một cái lối chơi thật chém đã tay rất là thích luôn nhá. Ngoài ra thì âm thanh hình ảnh của nó thì không có gì để mà chê cả. Mọi thứ rất là hoàn hảo, phải nói hoàn trên cả hoàn mỹ luôn. Nó giống con game Destiny Warrior mà mình đã từng chơi cách đây lâu rồi. Thì các bạn muốn chơi con này các bạn click vào đường dẫn bên dưới phần mô tả của video nhé. Còn mọi người nghĩ sao về con game này thì comment cho mình biết ở phần bên dưới của video. Ok, xin chào và hẹn gặp lại nha, bye bye. Rất là hay.